Xin chào các bạn, hổng gài các bạn thắc mắc là tại sao nhân lì nó không có xuất hiện trên mạng các bạn ơi. Nó thật sự hổng gài bận rộn quá các bạn à, bận rộn làm nước sơn nè, đó à, bận rộn trang trí tiệm, đúng không? Hổng gài mình khai trương tiệm nail bận rộn quá trời các bạn ơi. Trời ơi, có hai vợ chồng làm mà khách quá trời các bạn. Đang đang tuyển thợ các bạn. Cái khu này là tuyển thợ khó lắm, nhưng mà mình sẽ tuyển thợ các bạn ha. Và hôm nay mình đang đi update một cái phần mềm, nó gọi là check in các bạn, phần mềm check in tiệm nail à, nhân lì xài cái phần mềm check in tiệm nail nào các bạn? Vidổ Center, My Vidổ. Ok, bây giờ mở cái này lên đó, để mình quay đi cho nó có ánh nắng. Ok, thì đây là công ty Vidổ Center, cái phần mềm check in mình khóa lắm các bạn, công ty check in Vidổ. Ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập username và password của mình vô để mình quản lý cái phần mềm check in này. Cái này là khi mà khách họ vô, họ bấm tên tuổi địa chỉ vô để mà giống như là mình biết được họ là ai rồi tặng quà cho họ các bạn ha. Đó, các bạn thấy không, gầy răng mình trắng không, mình tẩy răng đó các bạn. Nhưng mà quay trở lại phần check in đi, bây giờ để mình đăng nhập cho cái đó các bạn ơi. Thì bây giờ mình đã xong cái phần mềm của bạn ha, đây là phần mềm check in tiệm nail. Ok, task to check in, để mình sẽ đi vô đây đi các bạn. Hổng gài mình hơi bận gọn cho nên mình để cái máy này nó hay lắm bạn, mình phải đem đi vô đây. Ok, tap to check in, ping đó, các bạn thấy không, một giao diện mới, một khuôn mặt mới các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô đây không, ở đây nó có ghi nè các bạn, thấy không, enter your phone number to check in một. Bây giờ mình sẽ bấm vô ha, rồi check in vô đây, xong rồi mình bỏ tên vô đây các bạn ha. Rồi bỏ tên đây thì ở đây nó có địa chỉ của mình, tap to check in nè đó, welcome to Châu Nail, happy birthday then đó, quá trời sướng luôn các bạn ơi. Các bạn thấy phần mềm này hay không, mỗi một ngày mà khách mà nó check in vô đây á, là các bạn sẽ theo dõi được cái lượng khách ra vào tiệm nail các bạn, sướng quá. Cái giao diện mới quá các bạn, đẹp quá. Ok các bạn ha, thì đó chính là cái giao diện mới của phần mềm video check in. Thì có nhiều người họ không có biết cái phần mềm này xài như thế nào, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách thức để mà xài cho phần mềm này. Thì bây giờ ở đây mình có hai cái, nó gọi là video check in, thì bấm vô cái video check in này á, là cái này là để khách mà nó check in vô, giống như là khách nó tới tiệm nó sẽ bấm số điện thoại vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó, check in vô thì sẽ được 1 điểm, một lần check in là 1 điểm, ok, hay là 2 lần check in là 2 điểm, 3 lần check in là 3 điểm các bạn, ok. Nhưng mà bữa hôm nay mình đã biết, các bạn đã biết xài cái phần mềm check in này rồi đó. Bây giờ mình sẽ bấm vô cái này đi. Bây giờ mày ở đây nó có thêm một cái loại là My Video nữa, các bạn thấy My Video không? Ok. Rồi. Thì ở đây nó có một cái gọi là dashboard, thì ở đây á, nó sẽ ghi, nó hiện lên là bao nhiêu người đã tới cái tiệm của các bạn bữa hôm nay. Các bạn sẽ biết được là cái tiệm của các bạn bữa hôm nay có bao nhiêu người, 15 người, 16 người hay là 17 người đã check in cái tiệm này. Rồi có bao nhiêu người họ đã cho cái review đánh giá tích cực, đánh giá tiêu cực các bạn. Rồi có bao nhiêu người họ đã giống như là thích mình, ok, thì họ xem đây. Đó. Rồi. Bây giờ review thì họ sẽ cho là một một sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao, 7 sao, 8 sao, 9 sao, 10 sao gì đó, ok. Nó sẽ cho review đây. Rồi. Còn đây là có đây là setting những cái phần gọi là send promotion đó. Bây giờ mình có thể tự tự ý gửi tin nhắn, các bạn nhìn nè, ok, để mình quay qua Bạn cho có các cơ bạn hội ơi. không? Ok, cái này là send promotion, mình có thể gửi tin nhắn cho khách hàng các bạn đó, gửi tin nhắn cho khách hàng, hoặc là mình cái này là review các bạn đó, review nè, Châu Nail thank you for check in, let us know how you feel, cái này mình sẽ cho khách review mình đó. Rồi còn là birthday, birthday có nghĩa là sinh nhật. Sinh nhật thì mình sẽ cho khách hàng 10%, mình có thể chỉnh bạn, các bạn muốn cho lớn thì mình cho 20%, sinh nhật mà một năm mới có một lần thôi, cho nó 20% đó. Rồi còn cái này là reminder, reminder là khách mà nó lâu tới quá đó thì nhắn tin hả, cho nó tới, nhắn tin cho tới à, các bạn thấy không, hay quá các bạn ơi. Còn cái này là reward, có nghĩa là thưởng, khách mà tới tiệm mình nhiều lần mình phải thưởng cho họ đó, khách tới tiệm là thưởng, khách tới tiệm là thưởng cái ha. Đó, các bạn thấy hay chưa? Xong rồi mình sẽ bấm cái địa chỉ tiệm nail của mình ở trong đây nữa các bạn ha. Đó, rồi. Các bạn thấy không? Quá hay luôn các bạn nha. Các bạn thấy không? Tiệm nail bây giờ lúc nào nó cũng có cái phần mềm check in đó. Thứ nhất, khi mà các bạn để cái máy check in này ở trước,
khách nó vô đó, khách nó vô nó bấm tên bấm tuổi vô, nhiều khi mình thấy khách sang mà mình không biết tên nó cũng ngại bạn. Mình có thông tin của khách hàng cái mình nhắn tin cho họ, các bạn biết không? Cái hay của cái này á, cái này mình nói thiệt nha, hồi hổm gà các bạn biết không, cả tháng trời mình không thấy mấy 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 con khách mình lại bạn, mình không thấy khách lại, tự nhiên cái máy này nó đúng ngày đúng giờ nó gửi tin nhắn bạn, ngày mai con khách nó vô nó là tôi nhận được tin nhắn được 5% off, nó vô bạn có 5% off thôi mà con khách nó quay trở lại chỉ vì 5% off, bạn thấy không? Mà bây giờ nếu mà mình gửi cho nó 10% off là nó còn quay trở lại giữ đó đó, các bạn biết không, tiệm làm ăn nè, nó không, mình phải gửi cho họ, mình phải discount cho họ, họ quay lại rồi. Bởi vì cái này hay lắm bạn, nó cái này giống như là một cái chiêu mà để kéo khách lại á, không, kéo khách cũ giữ khách mới, kéo khách cũ giữ khách mới. Bây giờ khách mà lâu quá rồi, nó không vô tiệm nail mình, dùng cái máy này gửi tin nhắn kéo nó vô. Wow, hay chưa hay chưa. Bởi vậy các bạn mà có tiệm nail đó, thôi ta thác cho xác định, các bạn mà có tiệm nail muốn xài cái chương trình này gọi nhân lì không, gửi máy về xài cho các bạn xài đã luôn, ok các bạn. Thì các bạn ơi, thì nói chung á, mình dọn vô tiệm mới thì bắt đầu lại từ đầu các bạn, chỉ có hai chồng mình thôi, hai vợ chồng mình thì làm lai gai sáng giờ cũng được lai rai các bạn, không tiệm nhỏ mà, nếu như mà bây giờ mình có thêm một hai thợ nữa thì cái tiệm quá good các bạn, ok. Nhưng mà bây giờ mình đã bắt đầu lại từ đầu, mình phải bắt đầu lại từ đầu các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần mềm check in này, mình sẽ để ở trên đây các bạn ha, để cho đây khách vô lại nó check in vô tiệm nail của mình đó. Bây giờ để đây các bạn thấy không đó, các bạn thấy cái tiệm mới của mình không, hai vợ chồng làm nó thật sự hai cái tiệm nail mình hai vợ chồng làm cũng được bạn. Nhưng mà nếu như mà các bạn coi video này mà các bạn cần việc làm á, các bạn có thể lên tiệm nail nha, thì mình còn rất là nhiều thợ bạn, một tiệm nail nhỏ thôi, ok, tiệm nail nhỏ đủ hai chồng sống thôi, thời buổi cạnh tranh mà, ok. Bây giờ thì mình sẽ để cái tab lại đây để cho khách check in vô bạn. Các bạn thấy không, người Việt Nam của mình nó thì nó lùn thôi chứ người Mỹ tụi nó cao lắm bạn nhé, để đây là quá xứng tụi nó luôn, ok. Tab to check in đó, để này ha, cái khách nó check in vô đây cái mình biết mình tính tiền cho nó các bạn. Rồi ok, rồi đây đây ha, cái mình thích cái giao diện mới của cái video này các bạn. Rồi bây giờ khách nó vô đây thì mình tính tiền, thấy sướng không các bạn, quá sướng. Thôi mình để phần mềm này để đi đó, please enter your phone number. Thì hôm nay mình mới khai trương được cái tiệm một hai ngày thôi các bạn ơi. Khách họ tới, các bạn thấy không, khách họ tới họ tặng cái cây thông cho mình, giống như các bạn biết không, giống như cái con mèo nè, cái con mèo này á, ở trong cái tín ngưỡng của người Nhật á, là khi mà nó quắt cái tay gì đó là nó sẽ gọi khách vô các bạn ha, nó quắt cái tay vô. Thì cái phần mềm check in này á, nó cũng giống như vậy các bạn, thấy không? Nhưng mà bây giờ nó không quắt cái tay này nữa, nhưng mà giống như con mèo này các bạn, thấy không, mấy con mèo này khi mà nó quắt cái tay gì đó là khách nó vô các bạn ha, khách nó vô, thấy không? Thì cái phần mềm check in này á, nó sẽ lưu lại thông tin của khách hàng, không, nếu như mà khách hàng lâu quá không tới á, nó sẽ gửi tin nhắn vô thì khách hàng sẽ thấy tin nhắn được và khách hàng quay trở vô các bạn ha. Rồi nếu như mà các bạn giống như là khách hàng bữa hôm nay sinh nhật thì nó sẽ gửi tin nhắn tặng 10% cho khách hàng, không. Rồi thí dụ như mà khách hàng cho good review á thì nó sẽ để lên mạng, còn nếu mà cho bad review á thì nó sẽ chặn lại để cho mình biết được là mình đã phạm cái lỗi gì mà khách đó không thích mình mà nó cho mình bad review bạn. Thì đó chính là cái máy này như vậy ha, mình rất là thích cái công ty video đó bạn, họ rất là update những cái gì mới, phải không, mới rẻ đẹp, phải không, video không center, họ update những cái gì mới rẻ đẹp đó, rất là thích công ty này. Cái gì mà mình hay là mình lựa, các bạn biết không, thấy tiệm nail nhỏ mà mình xài cái mấy cái hệ thống mà mắc quá thì nó cũng sót các bạn, cái gì nhỏ nhỏ cái gì để mình xài, cái gì mà hay là mình chia sẻ cho các bạn, cái gì là hay là mình chia sẻ cho các bạn nhé.